Em hai cánh thôi mọi người, y hệt như cái đầu gắn như đó mọi người, thấy không? Y hệt như đầu gắn luôn á. Trước nhà giống thơm tivi ở đó, mọi người xem thấy không? Hai cái bên cánh nó nhọn nhọn, nó y như cái đầu gắn, nó có con mắt vậy mọi người, cái đen đen nó chốm. Cái đốm đen này nè, thấy không? Nó như con mắt vậy đó mọi người. Đang ôm mà ổ nó chuẩn bị mà nó đẻ thêm đó. Quá nhiều luôn á, trước mặt nhà của Dũng Thơm TV đó mọi người. Đây quay lại lạ, quay cho mọi người mình xem. Đang ôm cái ổ đó, hai ba ổ trước mặt đó luôn. Cái ổ của nó nè mọi người, đó. Thấy không? Thấy ổ nó không? Nó chưa có đẻ ra đó, nhóc luôn á. Quá nhiều luôn ổ. Trong mấy cây này ổ nó nhóc luôn nè. Ổ khô đó. Không, cái lá khô là ổ của nó. Cái lúc trước nó có ăn mấy cái cây mà dây ngựa này mọi người, xấu con bự bự lắm. Thì không biết có phải con bông bướm này không nữa. Mà Dũng Thơm TV nghĩ chắc là con sâu này rồi. Giờ nó tụ thành cái ổ nhóc luôn trong cây này nè. Để Dũng Thơm canh me nó, khi nào nó nở ra này Dũng Thơm cố gắng quay. Lúc nó nở có quay được không? Nhóc luôn ở trên cây này. Còn cây kia nó cũng đang ôm nọ ổ. Hello Dũng Thơm TV, xin chào cô chú anh chị. Bữa nay lại quay bơm bướm cho mọi người xem nè. Bữa nay nhà mình bỗng nhiên có bơm bướm này rất là nhiều luôn đó quý vị. Đó, con nè. Này nhóc luôn đó. Ở đây con đó nè mọi người. Ở trên nó hai ba con luôn đó mọi người. Sơ sơ là thấy 4-5 con rồi đó mọi người. Bướm bướm, biết bướm bướm gì nữa. Nhóc luôn. Trước mặt nhà. Đây con đó nè mọi người, bay rớt vô nhà luôn rồi đó. Bự bự lắm. Biết bướm gì nữa. Ở trên cây vú sữa đó 5-6 con luôn đó. Rồi con bự không? Quá trời luôn, bữa nay bướm bướm nhóc luôn. Trước cổng nhà luôn đó mọi người. Ở trên ngọn cây nhỏ đó một cặp luôn đó. Kéo lại cho mọi người xem rồi đó. Thấy không? Nó một cặp luôn đó. Quá nhiều luôn. Toàn là bướm bướm bự không luôn bữa nay. Mới ra đâu lại đó. Thơm TV quay chia sẻ cho mọi người xem một chút. Mọi người. Trên cây mà giấy ngựa này. Một con nữa đó, bự lắm nè. Quá nhiều luôn. Đó, trong đó một cặp đó mọi người, đó, thấy không? Đó, kéo lại gần cho mọi người mình xem một cặp nữa đó. Còn là cặp không luôn đó mọi người. Quá nhiều luôn. Bướm bướm không luôn, biết bướm bướm gì luôn. Ở đây cũng một cặp luôn đó. Toàn là cặp cặp không luôn. Ở đây có một cặp nữa nè đó. Quá nhiều luôn à. Toàn là bướm bướm lạ không mọi người. Bữa nay trước nhà của Dũng Thơm TV nè. Quá nhiều bướm bướm luôn mọi người đó. Lúc trước thì cái cây giấy ngựa đây toàn là con sâu. Con bằng ngón tay cái đó mọi người. Bây giờ nó mọc lại rồi. Bây giờ nó lên lá non. Còn một số còn lá già đó. À, bây giờ nó không biết có phải là sâu này sâu bơm bướm không nữa. Quá trời luôn đó mọi người. Dũng Thơm quay chia sẻ cho mọi người xem có phải, comment cho Dũng Thơm biết. Dũng Thơm TV cảm ơn mọi người nhiều. Dũng Thơm TV cũng tạm dừng video tại đây để mai coi mốt thì coi nó đang nở từ trong cái mà ổ nó ra đây. Dũng Thơm cố gắng quay chia sẻ cho mọi người thêm. Vậy Dũng Thơm TV cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú, quý anh chị, đại gia đình mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Dũng Thơm thấy lạ rồi quay chia sẻ cho mọi người xem. Nếu đúng là con sâu này thì chắc chắn là 100% rồi. Để mai mốt là con gươm gừng nó coi nó có nở không. Nếu nở thì Dũng Thơm quay chia sẻ thêm cho mọi người xem tiếp về cái phần nó nở. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.